cùng thì hai mẫu iPhone đáng giá nhất năm cũng đã lộ diện. Cuối cùng thì sau rất nhiều ngày mong mỏi chờ đợi, thế hệ iPhone 2018 cũng đã chính thức trình làng với 3 mẫu máy khác nhau. Trong số đó có đến 2 chiếc iPhone cực xịn sò, mang đầy khí chất của iPhone X, từ dáng vẻ, tính năng cho đến cả tên gọi. iPhone XS và iPhone XS Max, Apple còn không ngần ngại khẳng định đây chính là hai thiết bị quan trọng nhất của hãng. Thiết kế y hệt như iPhone X, có thêm phiên bản vàng lấp lánh cực chảnh. Về thiết kế, hai chiếc smartphone này đều không có nhiều thay đổi so với siêu phẩm ngàn đô iPhone X đã ra mắt vào đúng một năm trước. Vẫn là màn hình tràn viền sang chảnh siêu mỏng, sử dụng công nghệ LED cao cấp cùng khả năng hiển thị hình ảnh không chê vào đâu được. Mặt lưng bằng kính sang trọng và tất nhiên là không thể thiếu tai thỏ, đặc trưng đang làm mưa làm gió trên thị trường trong nhiều tháng qua. Trong khi iPhone XS vẫn giữ nguyên kích thước 5,8 inch, thì iPhone XS Max lại sở hữu màn hình 6,5 inch lớn nhất trong từ trước đến nay, ăn đứt cả đối thủ Galaxy Note 9 và cũng thuộc dạng top đầu của thị trường hiện nay luôn. Ngoài khác biệt về kích cỡ ra thì bộ đôi này vẫn cứ là sang, xịn, mịn, thơm giống như iPhone X vậy. Camera đỉnh cao cân mọi nhu cầu quay phim chụp ảnh. Tiếp tục kế thừa iPhone X, bộ đôi XS và XS Max vẫn sở hữu cụm camera kép, thậm chí còn xuất sắc hơn, không ngán bất cứ tác vụ quay phim chụp ảnh nào. Nhờ đó ảnh sẽ có độ sáng tốt hơn, nét căng, màu sắc chân thực và xóa tông tẹt ga. Thậm chí bạn có thể tùy ý điều chỉnh độ mờ của phần mềm phía sau để làm nổi bật nhân vật chính trong ảnh. Bên cạnh đó là sự trở lại của các chế độ chụp ảnh khiến các chị em chết mê chết mệt như chế độ chân dung hay các thiết kế 3D ngộ nghĩnh mà Apple đã giới thiệu trên iPhone X vào năm ngoái. Và tất nhiên với cụm camera trước xịn như vậy, tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID cũng nhận được cải tiến và trở nên nhạy hơn rất nhiều. Cấu hình đỉnh nhất thị trường hiện nay, chính vì không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế nên Apple đã dồn sức nâng cấp cấu hình cho bộ đôi smartphone cao cấp nhất của mình. Với những linh kiện hàng đầu hiện nay, iPhone XS và iPhone XS Max sẽ có tốc độ ngon hơn rất nhiều, giúp bạn dù là lướt Facebook, xem phim hay chơi game vẫn cực mượt mà chẳng vấn đề. Không chịu thua kém đối thủ truyền kiếp là Galaxy Note 9, Apple thậm chí còn sẽ ra mắt cả phiên bản bộ nhớ 512GB cho hai dòng iPhone mới này. Như vậy, giờ đây người dùng iPhone cũng có thể tha hồ chụp ảnh, quay phim hay tải nhạc về máy mà chẳng cần quá bận tâm đến vấn đề đầy bộ nhớ như trước đây nữa. Và điểm đặc biệt cuối cùng chính là iPhone XS và XS Max còn gây bất ngờ khi là chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ 2 SIM, vốn là điểm yếu của smartphone, nhà táo so với các hãng Android trong nhiều năm qua. Với sự bổ sung nhỏ nhưng có vỏ cực lợi hại này, hứa hẹn sẽ cực kỳ ăn khách sau khi lên kệ vào ngày tới đây. Nhưng đáng tiếc là tính năng mới này chỉ có mặt tại thị trường Trung Quốc mà thôi, giá chỉ đắt hơn iPhone X xíu thôi. Đúng như khác với những tin đồn trước đó, với mức giá khởi điểm dành cho iPhone XS và XS Max, không có nhiều thay đổi, có sự chênh lệch một chút so với iPhone X, lần lượt là 999 USD, tương đương 22,7 triệu đồng và 1099 USD, tương đương 25 triệu đồng. Riêng phiên bản 512GB 2 SIM của iPhone XS Max sẽ khiến bạn phải tiêu tốn đến 1.449 USD, 33 triệu đồng. Cả hai chiếc smartphone này sẽ chính thức lên kệ vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Đã có iPhone XS Max bản cao cấp ở Việt Nam. Trong khi đó, giá niêm yết của phiên bản iPhone này chỉ là 1.449 USD, tương đương với khoảng 33 triệu đồng mà thôi. Như vậy là Apple đã chính thức ra mắt thế hệ iPhone 2018 vào lúc 0 giờ sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua giờ Việt Nam. Trong đó bao gồm hai mẫu máy cao cấp là iPhone XS và iPhone XS Max cùng một dòng giá rẻ có tên là iPhone XR. Dù không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế so với đàn anh iPhone X, nhưng cấu hình và tính năng của bộ ba này đều nhận được những nâng cấp đáng kể. Nổi bật nhất phải kể đến phiên bản iPhone XS Max 2 SIM với bộ nhớ trong 512GB, tương đương với đối thủ Galaxy Note 9 đã ra mắt từ hơn một tháng trước. Với cấu hình khủng như vậy, không có gì lạ khi Apple lại gắn cho phiên bản này với mức giá trên trời 1.449 USD, gần 33 triệu đồng. Và khi người dùng còn chưa kịp hoàn hồn,
một đại lý bán lẻ tại Việt Nam đã nhanh chóng bắt kịp xu thế và hét giá lên đến 50 triệu đồng cho iPhone XS Max 2 SIM 512GB. Ngoài ra, có thể thấy giá của những phiên bản còn lại cũng không phải dạng vừa đâu, với iPhone XR dao động từ 23 đến 30 triệu đồng, dù đây được coi là dòng máy giá rẻ đấy, trong khi iPhone XS thì cao hơn một chút từ 31 đến 45 triệu đồng. Kỳ lạ miền Tây, tượng Phật Di Lặc hiện hình trên cây khế giả. Tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm, ba ông Phúc Lộc Thọ lần lượt xuất hiện trên cây phát tài, cây khế ở miền Tây, khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy trong vườn của anh Trần Quốc Việt, ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm hay bộ tượng Tam Đa Phước, Lộc, Thọ được khắc vô cùng đẹp mắt trên cây phát tài, cây khế vẫn còn sống tươi tốt. Anh Việt kể, trước đây, anh đã thử điêu khắc trên những thân cây chết, nhưng thẩm mỹ không đẹp. Trong một lần thấy người hàng xóm chặt bỏ cây phát tài lớn, nên anh xin về trồng, và từ đó nảy sinh ý tưởng điêu khắc trên thân cây sống. Sau khi cho ra sản phẩm ưng ý, cây vẫn sống khỏe mạnh, nên tôi quyết định điêu khắc trên các cây phát tài, khế, mận, anh Việt nói. Bằng đôi bàn tay điêu luyện tỉ mỉ, trên những thân cây phát tài, cây khế, anh Việt đã khắc thành hình ông Di Lặc tay cầm thỏi vàng, thân hình mập mạp, phúc hậu với nụ cười hoan hỉ đặc trưng, hay ba ông Phước Lộc Thọ, vẻ mặt tươi vui, sinh động như mang niềm hạnh phúc đến cho mọi người. Tất cả những tượng này đều được chạm trổ thẳng lên cây. Anh Việt tiết lộ, để tạo nên những tác phẩm độc đáo, đẹp mắt này, phải chọn những cây phát tài, khế, phải trên 10 năm tuổi, lúc này cây đã già, có kích thước và độ cứng cần thiết. Khi bứng cây về, phải chăm sóc cho cây, đủ sức sống trở lại, rồi mới tạc tượng từ từ lên. Sau khi tạc tượng xong, thì xử lý hóa chất, cho chết phần chạm trổ trên cây, tránh trường hợp theo thời gian, tượng bị biến dạng. Đây là một trong những công đoạn cực kỳ công phu, quyết định chất lượng của sản phẩm, anh Việt nói. Sau khi khắc xong, thì phần tượng sẽ được phủ lớp keo và sơn nhũ vàng chuyên dụng, để da cây liền lại, giữ được đường nét lâu dài, cây sẽ đâm chồi và tiếp tục sinh trưởng. Anh Việt nói, tùy theo từng loại cây được khắc tượng lên mà có giá khác nhau. Trung bình mỗi cây có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tôi vừa bán gốc cây khế, khắc tượng ba ông, Phúc Lộc Thọ, cho một khách hàng ở Sài Gòn, với giá 50 triệu đồng. Anh Việt tiết lộ.